Đó. Cho nên là làm về kế toán cũng ok. Nhưng mà làm về kế toán thì không kiếm được nhiều tiền. Để mà kiếm được nhiều tiền ấy thì em phải giúp cho người khác kiếm tiền thì em mới kiếm được nhiều tiền. Đó. Đấy. Rồi. À, cái số 2 nữa với cái người đường đời số 8 ấy thì thường là cái người thích làm việc một mình. Đấy, thích tự làm, không thích nhờ vả ai hết. Mình rất là ngại khi nhờ người khác. Đó. Cái số 3 nữa đấy là mình là người rất là tháo vát. Mình là cái người mà có thể tự học, tự nghiên cứu được. Đấy, có thể là những cái việc gì vào tay mình ấy, kể cả mình không biết thì mình cũng tự mày mò mình học để mình làm được. Đấy là cái khả năng của cái con của cái người mà có đường đời số 8. Ok chưa? Đấy. Có một cái điểm mạnh nữa đấy là với cái ngày sinh mà số 3, tức là cái gọi là năng lực tự nhiên của em là số 3 ấy, thì em có một cái điểm mạnh đấy là thích học. Ừ. Thứ nhất là thích học, ham học hỏi, thích tìm tòi, nghiên cứu. À, tuy nhiên thì nó không có số 3 hiện mà số 3 ẩn. Cho nên là đôi khi mình hay bị quên. Đấy, mình hay bị quên việc. Đấy, nhớ trước quên sau hay kiểu hay quên đấy, kiểu những người hay quên. Mặc dù thì mình rất thích học, mình biết là học là quan trọng và mình biết rằng là phải học thì mới thành công được. Và mình cũng chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi. Đấy. Đấy là cái năng lực của cái người số 3. Thêm nữa với cái người mà có ngày sinh số 3 ấy, thì đó là cái người mà có khả năng diễn giải, có khả năng chia sẻ khá là tốt. Ừ. Cũng là cái người mà hơi áp đặt người khác một chút. Tuy nhiên nó là số 3 ẩn bởi vì ngày sinh của em là 21, 2 cộng 1 bằng 3. Đấy, cho nên là cái ngày sinh của nó là ngày số 3 đấy, số 3 ẩn. Và những cái con số mà nó tạo ra cái tính cách của em nhiều nhất ấy đó là số 2 và số 1. Bởi vì những ngày sinh của em là 21 tháng 2 năm 2001. Thế thì thứ nhất là em có hai cái số 1 thì giúp cho mình có một cái tư duy khách quan. Tức là người ta bảo là biết mình biết người ấy. Đó, mình không bị ảo tưởng quá mức. Mình không bị xa rời với thực tế đó, mà mình vừa là người thực tế, vừa là cái người mà có cái góc nhìn khách quan, và mình không có từ chối những cái cơ hội hay là những cái quan điểm của người khác. Đây là một cái điều may mắn dành cho em. Đấy. Tí nữa nói đến điểm yếu của em rất nhiều luôn, nhưng mà anh nói điểm mạnh trước. Ok không? Nhá. Thêm cái điều nữa đấy là mình có ba con số 2 trong ngày sinh. Một con số 2 là ok, hai con số 2 là hơi trông chênh, ba con số 2 thì mình sẽ rất là nhạy cảm. Đấy, cái điểm mạnh của người mà có ba con số 2 giống như em ấy. Thứ nhất đấy là mình có cái trực giác rất là tốt. Đấy, mình có trực giác, mình có cái giác quan thứ 6 rất tốt. Đấy, giống như là mình có cái gọi là có thần linh đi theo bảo vệ mách bảo mình ấy. Đấy. Thì đấy là cái điểm mạnh của em và cái điểm đấy là rất là tốt. Tuy nhiên, những cái người mà con số 2 ấy, thì thứ nhất là sẽ là những cái người hơi nhút nhát, rụt rè, hơi chậm chậm, thích hòa bình, không thích đấu đá, không thích đấu tranh, không thích căng thẳng, nói chung là thích nhẹ nhàng. Đấy, đấy là cái mình thích. Được chưa? Ừ. Cái tiếp theo nữa đấy là ba con số 2 thì khiến cho mình cái cảm xúc của mình ấy nó không được ổn định. Tức là cảm xúc của mình nó lên xuống hoặc mình rất là dễ bị giận. Rất dễ nóng, rất dễ giận, rất dễ cáu, rất dễ bực, rất dễ tức, rất dễ bị bất mãn. Đúng không? Chuẩn đấy, chuẩn đấy Vân nhỉ, rất dễ dễ câu. Đấy. Thì đấy, chị Phương chị mới gặp có mấy ngày thôi mà chị đã Vâng, bảo chuẩn thế. tại vì là chỉ cần đấy một phát là em sẵn sàng không nốt luôn, À, nói chung là không 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 kiềm được. đúng rồi, đấy là mình không kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Và chính cái việc mà không kiểm soát cảm xúc của mình ấy, nó gây ra rất nhiều các vấn đề trong cuộc sống của em. Đấy. Rồi. Linh hồn số 7, nhân cách số 7.
Thì cái điều này là cũng là một cái điều tốt. Người ta bảo số 7 là con số của thần linh, con số của gọi là chuyên gia, của cái bậc hiền triết. Con số 7 là con số của cái người mà rất là giỏi, tài năng. Đấy. Và với cái người mà linh hồn số 7 và nhân cách số 7 ấy, thì cả hai cái con số này nó đều liên quan đến đến cái thứ liên quan đến tâm linh. Thì thực ra tâm linh nó là cái gì đấy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Nó chỉ đơn giản là gì ạ? Là cái niềm tin của mình rất là mạnh mẽ về cái gì đó. Đấy. Thế thì con số với những người linh hồn số 7 và nhân cách số 7 ấy, thì luôn luôn muốn trải nghiệm, tự mình trải nghiệm. Đấy. Thay vì nghe người khác nói thì mình thích tự trải nghiệm. Đó. Ví dụ như là bố mẹ bảo là cẩn thận vũng nước đấy, đừng có đi vào, mình ra mình nhảy mẹ vào xem thế nào, kiểu kiểu vậy. Tức là mình thích tự trải nghiệm. Ok chưa? Đó. Thêm một cái điều nữa, với cái người linh hồn với cả nhân cách số 7 trùng với nhau thì cái bên trong và bên ngoài của mình nó gần như là giống nhau. Cho nên đây là cái điều rất là tốt. Chúc mừng em. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi đó thì em không cần phải sống cuộc đời của người khác, tức là mình sống đúng là mình, thế là xong. Đấy. Với người linh hồn số 7 thì thích là gì ạ? À, mình thích giúp đỡ mọi người, chữa lành cho người khác, thích phân tích. Đấy. Mình rất là giỏi trong cái việc mà phân tích. Đấy. Đấy. Phân tích các cái vấn đề. Đấy. Tìm tòi, nghiên cứu. Mình học cái gì ấy, thì mình nghiên cứu rất là sâu. Đấy. Và thêm cái trung niên số 4 nhỉ. Cho nên em sẽ đi theo cái hướng là trở thành chuyên gia. Ok không nhỉ? Trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó. Đấy. Và với cái sứ mệnh số 5 và thái độ số 5. Với cái thái độ số 5 ấy, nó là thể hiện cái cách mà em phản ứng với những cái sự kiện xung quanh mình. Đó. Thì chính cái thái độ số 5 cộng với cả 1, 2, 3 3 mũi tên trống thì em sẽ trở thành cái người mà có cảm xúc rất là gọi là dâng trào, tức là khó kiểm soát cảm xúc. Mình luôn luôn khao khát được tự do, mong muốn đi đây đi đó, không muốn ngồi một chỗ. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cuối cùng mình vẫn bị những cái gì đó nó kìm hãm mình. Đấy, đấy đấy là cái vấn đề của cái người mà sứ mệnh số 5 cộng với cả thái độ số 5 nữa. Đó. Thêm một điều nữa, với những người sứ mệnh số 5, nếu mà em muốn thành công ấy thì không cách nào khác là em phải di chuyển nhiều, phải đi lại nhiều, phải gặp gỡ nhiều người, phải chia sẻ cái cảm xúc của mình ra. Đấy, đôi khi là mình hay giấu cái cảm xúc của mình vào bên trong, người khác không hiểu cái cảm xúc của mình, người khác không biết mình nghĩ cái gì đâu, có đúng không? Đôi khi mình bực mình nóng mình nói lên như vậy thôi. Đấy, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà có những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ thầm kín bên trong của mình ấy, là thường ấy là mình nhiều khi mình nói ngược. Đấy, mình không nói xuôi mà mình lại nói ngược. Đó. Thì đấy là cái vấn đề của cái người, ví dụ như này, nhiều lúc mình buồn ấy nhưng mà mình lại không thể hiện ra. Đó, thì cái điều đấy thì nó sẽ là ảnh hưởng đến các cái mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, nếu mà cái người mà số 5, sứ mệnh số 5 để mà thành công được thì mình sẽ phải đi trên cái con đường mà trở thành cái người chuyên gia, nhưng với một cái điều kiện, đấy là mình phải trải nghiệm nhiều. Chuyên gia không phải là học để trở thành chuyên gia nhé, mà phải trải nghiệm để trở thành chuyên gia. Tức là ví dụ như là mình muốn nói về 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 kế toán chẳng hạn, ví dụ thế, thì mình phải trải nghiệm tất cả các vị trí thì mình mới nói được, chứ còn học không nói được. Hiểu chỗ này không? Đó. Mình phải trải nghiệm nhiều. Trải nghiệm bằng cách là gì ạ? Đọc nhiều này, gặp nhiều này, đi nhiều này. Đấy. Và học nhiều. Đấy. Học ở đây là học từ thầy nhé, học từ từ những người đi trước. Đấy. Gặp nhiều tức là gì ạ? Gặp gỡ nhiều người, gặp gỡ càng nhiều người, kể cả người tốt, người xấu, người người nhỏ hay người lớn đều được hết, được chưa? Đó. Và bài học cuộc đời là số 9, tức là gì ạ? Mình phải trở thành cái người cống hiến cho xã hội, mình phải trở thành cái người mà suy nghĩ cho người khác, trở thành cái người vị chủng. Đấy, còn nếu không ấy thì mình sẽ hơi gọi là vị kỷ, hơi kiểu ích kỷ ấy. Đấy, mình sẽ hơi ích kỷ.
Và cái bài học của mình cả cuộc đời mình phải học đó, mình nó là mình phải trở thành cái người mà phải cho đi nhiều hơn, chứ không đừng có tìm cách nhận về. Đấy, nếu như mà mình cứ nhận về thì cái bài học đó nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, đến khi nào mình học được bài học đấy thì thôi. Đấy, và cái bài học này học mãi không hết đâu, cả cuộc đời mà. Đấy, cho nên là vẫn cứ phải học thôi. Đó. Em cứ cho đi nhiều thì em sẽ thoát khỏi cái nghiệp này. Nên nói biết là với những cái người mà có chống nhiều như này thì đó là một điều tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái con số trống, tức là mình chưa có cái năng lực đó, mình chưa có cái kỹ năng đó. Nhưng có một cái điều rất là hay, đó là mình hoàn toàn có thể điền vào chỗ trống đó. Những cái người mà có quá nhiều, thừa quá nhiều con số ấy, thì họ nhổ đi rất khó. Nhưng mình không có, mình điền vào rất dễ nếu mà mình quyết tâm. Đấy. Cho nên những người mà thiếu nhiều con số giống như em như này thì đấy là một cơ hội để mà mình rèn luyện bản thân mình. Nhưng với điều kiện đấy là mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng, mình phải thực sự là rèn luyện bản thân, tức là người ta gọi là nhân định thắng thiên, nó nằm chỗ này. Đó. Mình dựa vào bản thân mình để tạo ra vận mệnh của mình. Bởi vì vận mệnh của mình nó chưa được gì ạ, nó chưa được vẽ này. Đấy nhỉ? Nó chưa được vẽ đây, hoàn toàn nó là nằm trong bàn tay của mình, tức là gì ạ? Mình có thể quyết định cái vận mệnh cuộc đời của mình dựa trên những gì mà nó gọi là mảnh đất. Mỗi người sinh ra ấy, thì chúng ta được sở hữu những cái tài năng, những cái tính năng, những cái tính cách, những cái sở thích, và những cái điều đó được gọi là vốn mà vũ trụ ban cho chúng ta. Có người thì giỏi hát, có người thì giỏi múa, có người thì giỏi làm văn, có người thì giỏi toán, có đúng không? Có người thì giỏi hội họa. Từ bé nó đã có rồi. Có những đứa trẻ vừa sinh ra nó đã gì ạ? Nó đã tức là từ bé đã tính cách nó đã gì ạ? Nó rất là hoạt bát, rất là thích nói. Có những đứa trẻ thì sinh ra nó rất là lầm lì. Ví dụ con nhà anh như tôi, hai đứa thôi, tính cách khác nhau hoàn toàn mà mình chưa hề dạy gì cả. Từ lúc mấy tháng tuổi tính cách nó thế, rồi từ lúc mà nó mới 1 tháng tuổi mà cái cách mà nó gọi là nó ti sữa mẹ thôi đã thể hiện cái tính cách của nó rồi. Cái con em ấy là tính cách của nó rất là mạnh mẽ, và nếu như mà không được ti là nó cáu nó gắt này. Ơi còn thằng anh thì không ti cũng chẳng sao, cũng bình thường, cũng cười đấy, kiểu kiểu vậy. Thì cái tính cách nó là cái hình thành từ khi mình sinh ra rồi. Và cái ngày mình sinh ra ấy, nó quyết định cái tính cách của mình, cái sở thích của mình. Đấy. Cho nên nếu mà mình biết được điều này sớm thì mình sẽ làm những cái việc gì đấy phù hợp với tính cách sở thích của mình. Đấy. Thì đi đúng cái con đường đó thì mình sẽ thành công. Thành công ở đây ấy, nó không có nghĩa là mình sẽ trở thành tỷ phú thế này thế kia. Mà thành công ở đây mỗi người nó có một cái định nghĩa thành công khác nhau, mỗi người sẽ có một cái level khác nhau, được nhỉ? Việc cái thành công của mình nó khác thành công của người khác, nhưng mình đi đúng con đường thì mình sẽ cảm thấy thỏa mãn, và đến cuối đời mình cảm thấy hài lòng với mình. Tại sao những cái người già cuối đời ấy, họ chỉ cần là gì ạ? Họ chỉ cần an lành, an yên trong lòng, thế là họ mừng rồi. Có nhiều người rất giàu nhưng mà trong lòng họ không yên, họ không an, cho nên họ cảm thấy rất là mệt mỏi, đúng không nhỉ? Đấy, đi đúng con đường thì em sẽ được an yên đến cuối đời. Thế thôi. Đấy. Thế thì với một số mũi tên trống này. Thứ nhất, mũi tên trống 369. Rồi. Để anh vẽ cái này cho em xem. Đấy nha. Em là có 3 con số 2 này, 2 con số 1 này. Đấy. Thì em bị trống mấy mũi tên này. Thứ nhất là mũi tên 369 này. Thứ hai là mũi tên 456 này. Thứ ba là mũi tên 789 này. Thứ tư là mũi tên 357 này. Chống cùng lúc 3 mũi tên này. Đấy. Đây là mũi tên là 3 này. Hãy
3 này, 6 này. Đấy, 9 này. Thì thiếu cái mũi tên này thì trí tuệ mình nó không được phát triển. Tức là mình học hoài, mình thích học lắm. Mình học hoài mà mình không có nhớ, học hoài mà nó không có vào. Có đúng không? Đúng không? Đúng không Vân? Vâng ạ. Mình học như không như người ta học tí là người ta thuộc, học tí người ta hiểu. Nhưng mình học cầm cụi rất là chăm chỉ nhưng mà gì ạ? Nhưng mà vẫn không giỏi bằng người ta. Cho nên là ở lớp mình học không có giỏi, không phải học sinh xuất sắc ở trong lớp. Bất kể lớp nào. Có đúng không? Vâng. Đúng không? Nữa là đúng không? Nói tiếp mà. Vâng vâng ạ. Đúng. Ừ. Cái thứ hai nữa đấy là mình không có cái sự sáng tạo. Cái sự sáng tạo, cái sự tưởng tượng của mình nó là không tốt. Đúng không? Bây giờ bảo ai bảo làm cái việc gì thì mình làm việc đấy thôi, chứ bảo mình sáng tạo ra một cái gì đó để mà làm mà mình không làm được. Bảo là mình vẽ tranh, tưởng tượng những cái hình ảnh để vẽ ra một cái tranh để sáng tác một cái bức cái nghệ thuật hoặc là âm nhạc các thứ, thôi khó mọi người đấy, thôi không làm. Nhưng mà cứ bảo làm cái gì mà có công thức, có quy trình thì ok thì mình làm được, đúng không? Cái gì người ta làm rồi thì mình làm lại được, thế thôi. Chứ còn bây giờ cứ bảo là làm cái gì mới từ đầu thì chịu. Đấy không phải thế mạnh của mình. Đấy nhá nhỉ. Mình biết được thế mạnh mà biết được điểm yếu của mình để mình né, mình đừng chui vào cái chỗ ấy. Bây giờ cái thằng khác nó bảo là bây giờ em cho em một cái cơ hội để em làm họa sĩ chẳng hạn. Chịu, em không làm được. Đấy, cái đấy có học để cho vui thôi, học để cho biết để cho hoàn thiện thôi. Chứ còn để mà kiếm tiền thì mình phải làm cái thế mạnh của mình thì mình kiếm tiền được em ạ. Đúng không? Rồi. Cái mũi tên số 2 mà mình bị trống là mũi tên 6 456 4 456. Mũi tên này được gọi là mũi tên uất hận. Đấy. Tại sao ạ? Bởi vì thiếu cái mũi tên này ấy, thì mình rất là dễ bị cáu, rất bị, dễ bị nóng, rất dễ bị gọi là hiểu nhầm. Đấy, tức là nhé, đôi khi mình bị người khác nói mình ấy, hoặc là bị người khác đối xử với mình ấy, nó không công bằng. Không hiểu tại sao nhưng mà mình cứ bị người khác đối xử với mình không công bằng, hoặc là không giống những gì mà mình mong muốn. Em có bị trường hợp này không? Vâng, có rồi ạ. Mà vấn đề là mình không nói được. Mình làm thì làm được nhưng mà mình nói ra để cho họ hiểu mình. Rằng là à tôi không phải là người như vậy, à tôi không làm như vậy, à tôi không có như vậy. Nhưng mà mình lại không nói được, cuối cùng là họ hiểu nhầm. Và cuối cùng họ hiểu nhầm thì họ sao ạ? Họ hành xử không giống những gì mà mình mong muốn. Và khi đó thì sao ạ? Mình có hai cái hướng. Hướng thứ nhất, đấy là mình rất là cay cú. Mình bảo rõ ràng mình giúp nó làm như thế, mình gọi là tâm huyết, mình cống hiến như thế. Thế mà cuối cùng nó đối xử với mình không ra gì. Đấy. Rõ ràng mình đối xử tốt với nó như thế. Mà cuối cùng là gì ạ? Là nó lại quay ra nó lại đâm mình, nó lại xấu mình. Có trường hợp này không? Có thể ạ. Ừ, đấy. Thì tí nữa anh sẽ hướng dẫn em cách để giải nhá. Cách giải, luận xong phải giải. Luận mà không giải thì gọi là luận thôi. Đây là luận không giải, tí nữa sẽ nói cách giải. Cái tiếp theo, mũi tên tiếp theo, mũi tên thiếu mũi tên 789 này. 7 này. 8 này. Đấy, mũi tên 789 này nằm góc này này. Mũi tên này nó gọi là mũi tên hoạt động. Đấy, mũi tên hoạt động. Thế thì may mắn cho em ấy, đó là em có hai cái số 7 ở trong nhân cách với linh hồn. Cho nên về cơ bản em có một số 7 ảo rồi, em chỉ cần kích hoạt nó, thế là xong. Nó rất là dễ. Em có số 8 ở đường đời rồi, cho nên là gần như là em có sẵn con số 8 rồi. Cho nên cái mũi tên này nó không quá xấu.
Đấy, nó không quá xấu. Nhưng nếu mà em cứ để thả cho tự nhiên mà em không có sự rèn luyện để kích hoạt cái con số ấy, thì em sẽ trở thành cái người như này này. Em sẽ trở thành cái người hơi thụ động. Hơi thụ động, tức là mình không chủ động. Mình không chủ động trong công việc, mình không chủ động trong mối quan hệ, mình không chủ động học tập, mình không chủ động làm việc, mình không chủ động để làm cho cuộc sống mình nó tươi đẹp hơn. Cứ ai ép, cứ ai bắt, ai buộc, ai đánh, ai chửi, ai mắng, ai giục, ai nhắc thì mình mới làm. Không là mình kệ, mình không làm. Đúng không? Vâng ạ. Vâng là đúng nha. Đúng rồi ạ, em đang bị thế này. Đấy, nó gọi là con lừa ưa nặng. Đấy. Nó là cứ chờ người ta nhắc thì mới làm, chứ không thì cứ chơi mà chơi cũng chẳng chơi được cái gì. Nói chung là thời gian nó cứ trôi đi, nó rất là lãng phí, và mình bị rơi vào cái tình trạng đó là bị một cái sức ỷ. Mình bị một cái sức ỷ. Có không? Có bị sức ỷ không? Có hiện Ừ tại đấy, đang trong ngày ỉ sinh chẳng của em hạn nó thể ỉ hiện luôn luôn rồi, cho nên là em không có lỗi gì hết. Đừng có mặc cảm nhé. Ừ. Không phải lỗi của vâng. em đâu, lỗi của cái ngày sinh của em thôi. Nhưng mà có cách để giải. Yên tâm nhé, tí cho thuốc xong bây giờ bắt bệnh đã nhé. Vâng. Rồi. Cái mũi tên thứ tư nữa mà em bị trống ở đây là mũi tên 357. Đấy. Với mũi tên 357 này ấy, thì điều gì? Mũi tên 357 này thể hiện là mũi tên về tâm linh, về niềm tin, hay là về gọi là về những cái giá trị. Với cái mũi tên này ấy, thì mình thường ấy là còn nó gọi là mũi tên nghi ngờ. Đấy, mình thường ấy là hay hay đa nghi, hay không tin tưởng người khác. Đấy, mình không dám đặt niềm tin vào người khác. Khi đặt niềm tin vào người khác ấy, mình cứ cứ cảm thấy có một cái cảm giác nào đó, mình cứ cảm giác không an toàn khi mình đặt niềm tin của mình vào người khác. Có không? Có Mình thích cứ tự tự làm. làm thì Ừ. Mình thích tự làm chứ mình không muốn, không thích giao cái ấy cho người khác, cái công việc hay cái trách nhiệm của mình cho người khác. Đấy. Đó. Cho nên là với cái mũi tên này thì mình hay bị gọi là nghi. Đấy, mình hay bị nghi ngờ. Đó. Khi mà người khác nói là đôi khi mình cứ không tin, mình biết liệu ông này có nói có đúng không nhỉ? Liệu nó có cơ sở không nhỉ? Sao nó lại thế nhỉ? Đấy, thế là mình đặt rất nhiều các câu hỏi. Đó. Đó. Và khi mà mình bị nghi ngờ, mình bị mâu thuẫn thì mình sẽ không có một cái niềm tin vững chắc. Và không, khi một con người mà thiếu một cái niềm tin vững chắc ấy, thì họ sẽ chẳng là ai cả. Họ sẽ không thể nào phát triển, họ không thể nào thành công được. Đấy. Đấy, cho nên là để mà thành công được thì em phải sửa khá là nhiều đấy. Em có muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn không? đấy là điều ai cũng mong muốn cả. Ừ. Em có muốn có thành công và hạnh phúc không? Có chứ ạ. Ừ. Thế thì cái điểm mạnh của em ấy, đấy là em thích hỗ trợ mọi người, em thích làm theo cái quy trình, em thích làm theo cái sự hướng dẫn, em thích đi theo những cái người giỏi hơn em. Đấy, tức là thay vì mình ngồi mình nghĩ, bởi vì mình cái khả năng trí tuệ của mình nó không phải quá xuất sắc. Cho nên là thay vì mình làm vua, đấy, mình nghĩ việc cho thằng khác làm thì mình đi theo sếp giỏi. Đấy, thì sếp cứ chỉ mình đi đâu thì đi làm đấy thôi. Đấy. Và cái ông sếp giỏi ấy, là cái ông nó phải hiểu được mình, hiểu được cái năng lực của mình, hiểu được cái điểm mạnh của mình, hiểu được cái điểm yếu của mình. Đó. Tương tự như vậy, để mà hạnh phúc thì cái người chồng cũng rất quan trọng. Cái người chồng của mình ấy là phải cái người đủ mạnh mẽ, bù đắp được những cái phần thiếu mà mình không có. Ok không? Ừ. Vâng. Đấy. Thì như vậy là cuộc sống của mình sẽ rất là hạnh phúc, viên mãn. Đó. Ở công việc, ở công ty thì có sếp giỏi, hiểu mình. Đó. Ở nhà thì có chồng, hiểu mình. Thì đấy là thành công. Đó.
Và điểm yếu của mình thì anh đã nói rồi. Bây giờ cho thuốc này nhé, cho thuốc giải nhé. Thực ra tất cả những cái điều anh nói này là ở trong cái sách nó giải hết rồi, trong cái phần mềm ấy là nó có hết rồi. Chẳng qua là anh giải theo cái tính kỹ thuật nên là làm cho em khó hiểu hơn, là cho nó huyền bí lên, cho nó kinh khủng thôi. Chứ còn ở trong cái phần mềm ấy nó diễn giải ra hết, tức là nó luận xong nó giải luôn, chứ nó không nói rằng à con số này thì ý nghĩa như nào, con số này thì ý nghĩa như nào nữa. Bởi vì cái phần đấy là cái phần kỹ thuật phía sau, giống như là ông lập trình viên ấy, ông không cần nói với mình là cái câu lệnh này của tôi là if này thì gen đi kia thì if nghĩa là gì, gen nghĩa là gì, xong đầu giải thích một hồi thì cuối cùng tao bảo là bây giờ tao bấm cái nút này thì nó ra kết quả kia hay không, 1 + 1 = 2 thế là được, còn bên trong đấy nó tín hiệu nó đi như nào không quan tâm. Ok không nhỉ? Đấy, thì cái thằng phần mềm ấy là nó đưa luôn cho mình cái giải. Đấy nhỉ? Mình việc việc của mình là đọc kỹ cái phần mềm ra hết. Còn anh thì là vừa rồi là anh phân tích theo kiểu là kỹ thuật một chút. Đó. Rồi, thì nói luôn cách giải nhá. Thứ nhất, đó là mình kích hoạt con số 5, mình có sẵn con số 5 rồi. Mình có sẵn con số 5 ở trong sứ mệnh và trong cái thái độ của mình rồi. Cho nên kích hoạt con số 5. Kích hoạt con số 5 bằng cách nào? Như anh nói đấy, đấy là gì ạ? Thứ nhất, đó là đi nhiều. Thứ hai, đấy là gặp nhiều. Thứ ba, đấy là nói chuyện, chia sẻ nhiều. Chia sẻ cái gì cũng được. Được không? Đấy. Cái thứ tư nữa, với con số 5 đấy là gì ạ? Là mình làm những công việc liên quan đến cái sự tự do, tức là đừng bó buộc mình. Đấy. Đừng có bó mình vào một cái việc gì cả. Đấy, mình phải trở thành cái người phóng khoáng, tự do, hào phóng một chút, biết cho đi một chút. Đấy nhá. Và phá cách một chút, đừng làm những cái việc gì mà nó lặp đi lặp lại, nó nhàm chán. Đấy nhá. Mình chọn cái công việc đấy mình làm, chọn cái môi trường đấy mình sống. Mình là cá, việc của mình phải nhảy xuống nước mà bơi. Đừng có leo cây, làm kế toán là leo cây rồi. Kế toán là làm cái công việc lặp đi lặp lại như này. Thì nó không đúng với sứ mệnh của mình. Mặc dù nhá, anh nói này, em làm theo quy trình rất tốt. Mặc dù nhá, là em làm theo những cái hướng dẫn rất tốt. Em làm theo những cái nguyên tắc rất tốt. Em rất thích làm theo nguyên tắc. Em thích làm theo những thứ kỷ luật. Em thích làm theo những cái thứ mà bị gò vào. Em thích bị gò vào. Thế mới hay. Cái người mà người thích bị gò vào. Nhưng mà thực tế bên trong của mình là khao khát gì ạ? Là khao khát được bay nhảy, khao khát được phá cách, khao khát được đi đây đi đó. Có đúng không? Có phải không? Vâng. Em có thấy điều này không? Có. Rõ ràng là mình ngồi làm việc máy tính rất là ok. Mình ngồi mày mò rất là ok. Mình là người sống nội tâm, đúng chưa? Nhưng mình vẫn khao khát được đi đây đi đó, khao khát được thể hiện bản thân, khao khát được mọi người ghi nhận. Có đúng không? Em có thấy điều này là đúng không? Nếu mà thấy đúng thì nói là đúng, nếu mà không đúng thì cứ bảo là không đúng, không sao. Hả? Em thấy đúng rồi ạ. Ừ, rồi. Thì kích hoạt cái điều đó thôi. Đấy là gì ạ? Nhúng mình vào trong cái môi trường đó. Bởi vì cái khả năng của em ấy, đó là khả năng sao chép học hỏi. Em học hỏi bằng cách sao chép người khác, bằng cách nhìn người khác làm và em làm theo. Thì đấy là cách học nhanh nhất, dễ nhất, tốt nhất của em. Chứ còn đọc sách hoặc là nghiên cứu về mặt lý thuyết thì cũng không phải là thế mạnh của em. Nhưng mà nhìn người khác làm, sau đó mình làm theo thì em làm rất tốt. Đúng không? Kiểu học lỏm ấy, học lỏm học ngọn ấy, đúng không? Ừ đúng rồi. Thế thì làm thế không cách nào khác, đấy là gì ạ? Là mình phải nhúng vào mình cái môi trường mà có những cái người giỏi xung quanh mình ấy, được không? Để mà mình để mình học từ họ. Và việc của mình đó là gì ạ? Mở cái não của mình ra để đón nhận những cái kiến thức, được chưa? Khi mà em kích hoạt con số 5 một phát ấy, là em sẽ phá được hai cái mũi tên. Đó là mũi tên nghi ngờ và mũi tên oán hận. Mình sẽ không còn oán hận nữa, không còn bực bội, không còn nóng tính nữa.
không còn cảm xúc một cách dâng trào nữa. Bởi vì khi mình kết nối mọi người, mình phải làm cho mọi người yêu quý mình, làm cho mọi người thích mình, đúng không? Thì mọi người mới thích nói chuyện với mình chứ, đúng chưa nhỉ? Chứ không bây giờ em bảo là anh ơi cho em xin cà phê, bảo tao éo thích chơi cà phê, đi chơi với mày, không thích cà phê với mày, thì mình làm sao mà gặp được họ, đúng không? Nhiệm vụ của mình là phải gặp được nhiều người, nói chuyện nhiều người, xin ý kiến được nhiều người. Mà để như vậy thì mình phải làm sao? Làm cho họ hài lòng, làm cho họ vui. Ok không? Hiểu chỗ này chưa? Ừ. Thì mình kích hoạt được con số 5. Đó. Rồi. Kích hoạt cái điều nữa, đấy là kích hoạt con số 9. Đây là cái bài học cuộc đời của em. Tại sao nó là bài học cuộc đời của em? Bởi vì sao ạ? Kích hoạt con số 9 mà em một phát là em sẽ phá được hai cái mũi tên luôn. Thứ nhất, đấy là mũi tên về 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 trí tuệ. Đấy. Cái mũi tên thứ hai, đấy là mũi tên về cái việc năng động. Em có con số 7 ảo, 8 ảo rồi, có số 3 ảo rồi. Đấy. Kích hoạt con số 9. Kích hoạt con số 9 bằng cách nào? Bằng cách là gì ạ? Là cho đi nhiều hơn. Nghĩ cho người khác nhiều hơn. Đấy. Cái cảm xúc của mình ấy, cái cảm xúc của mình đặt vào người khác và mình đứng ở vai trò người khác để mình suy nghĩ. Đừng suy nghĩ một chiều theo cái ý kiến chủ quan của mình nữa. Đúng không? Đấy, mà mình sẽ phải gì ạ? Mình sẽ phải cảm nhận à, nếu mà mình ở vị trí của họ thì mình sẽ hành xử như nào nhỉ? Mình sẽ nói như nào nhỉ? Và với cái người số 9 ấy, là cái người rất là bộc trực, rất là rõ ràng đó, và rất là thẳng thắn, rất là trung thành đó, rất là cái người số 9 nó giống như cái người quân tử ấy. Đó. Họ có thể sẵn sàng hy sinh họ để mà vì người khác. Đấy. Tức là gọi là sống vì người khác, đừng sống vì mình. Đấy nhỉ? Khi đó thì em sẽ thoát được hai cái điểm yếu. Đó. Đấy là cái giải thứ hai. Giải thứ nhất đó là kích hoạt con số 5 bằng cách là đi lại nhiều, gặp gỡ, chia sẻ nhiều, nói chuyện nhiều. Và để cho mình được tự tự do về về tinh thần, về 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 con người. Đấy, cái khóa chìa khóa thứ hai đấy là sống vì người khác. Em có thể đi làm từ thiện này, có thể thiền định này, đấy, có thể là tập yoga này, nó cũng có thể kích hoạt được con số 9 và con số 5. Cái điều thứ ba nữa đấy là kích hoạt con số 3. Con số 3 là cái việc học tập. Mình không học tập thì không bao giờ phát triển được. Mặc dù biết là mình học tốt nhất bằng cách là gì ạ? Nhìn người khác làm, sau đó là học lỏm, làm theo. Nhưng để mà thành công được, bắt buộc em phải đi trên cái con đường trở thành cái người học tập một cách nghiêm túc. Học tập một cách nghiêm túc, tức là gì ạ? Mình học có bài bản. Được chưa? Là học từ thầy ấy. Đấy, học từ sách ấy, thì đấy gọi là học tập bài bản. Thế còn đi học lỏm thì nó chỉ học cái ngọn thôi. Còn ở đây ấy, là mình học cái gốc. Được chưa nhỉ? Đó. Đó. Mình trước đây mình không giỏi, không sao. Nhưng nếu mà mình vẫn tiếp tục không giỏi thì cuộc sống mình nó sẽ bị đát lắm. Với những cái biểu hiện như này thì cuộc sống của mình sẽ rất bi đát. Anh không phải dọa đâu. Nhưng mà nó đúng như thế. Nhưng mà may cho em. May cho em đó là em biết đến cái bộ môn thần số học này sớm. Và em hãy duy trì cái thói quen đó là nhìn vào cái bảng thần số của mình mỗi ngày. Mỗi ngày nhìn vào đấy để biết được à mình đang đi đúng hướng hay không đúng hướng. Nó giống như em đi đường ấy. Em vừa đi đường em vừa xem bản đồ. Em hiểu không nhỉ? Thế mình đi đường mình xem bản đồ, nếu mà mình đi lạc đường thì mình biết đường mình quay lại nó sớm. Còn nếu mình không xem bản đồ mình lạc nó quá xa rồi. Đến lúc đấy không quay lại được nữa, không biết đường để mà quay lại nữa. Được chưa? Cho nên hãy học tập để tăng trưởng cái trí tuệ của mình lên. Đó. Cái yếu tố tiếp theo nữa mà em cần kích hoạt đó là yếu tố hướng về gia đình. Mình hãy dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình của mình, gia đình lớn, gia đình nhỏ, những cái người xung quanh của mình, để ý đến họ.
yêu thương họ. Kích hoạt cái con số 6. Khi mà em kích hoạt con số 6 ấy, thì em sẽ có một sự phát triển về mặt trí tuệ một cách vượt bậc. Con số 6 là con số của tình yêu thương, của sự lãng mạn, của trí tưởng tượng phong phú, của cái đẹp. Con số 6 cũng là con số của sự hy sinh, cái sự bao dung, đấy, của sự chia sẻ, của sự giúp đỡ, của sự chữa lành. Con số 6 là con số của từ bi. Đó. Con số 6 là con số của gia đình. Đó. Em nhìn cái con số 6 giống như bà mẹ đang mang bầu, bà mẹ cúi xuống nhìn cái bầu của mình. Đó. Nó giống như vậy. Con số 9 thì nó ngược lại. Con số 9 thì nó cũng là từ bi, nó cũng là cho đi, nhưng mà nó cho đi ở khía cạnh là rộng lớn hơn. Tức là gì ạ? Là mình cho đi giúp đỡ thế giới này, để thế giới này trở nên hòa bình hơn. Thì đấy là những người con số 9. Còn những người con số 6 thì là gì ạ? Mong muốn giúp đỡ những người xung quanh mình để trở nên hạnh phúc, thành công hơn. Bố mẹ mình, anh chị em nhà mình, vợ mình, chồng mình, con mình, rồi hàng xóm, rồi đồng nghiệp. Đấy. Thì những cái người thân cận xung quanh mình. Đấy. Mong muốn giúp họ tốt hơn. Đó. Và kể cả họ làm cái điều gì đó xấu với mình, thì kích hoạt con số 6 bằng cách là gì ạ? Là tha thứ cho họ. Phải ghi xuống, không là quên, đến mai là quên không nhớ gì đâu. Có ghi không? Có, Ừ. tôi ghi vào điện thoại, ghi vào ghi chú. Rồi. Cái chìa khóa tiếp theo này, chìa khóa số 5 này. Chìa khóa số 5 đấy là kích hoạt con số 4. Mình thiếu hoàn toàn con số 4 trong bộ số ngày sinh cũng như là trong cái bộ số thần gọi là tổng quan của mình. Thiếu hoàn toàn con số 4. Cho nên về cuối đời ấy, về trung niên ấy, thì mình lại có con số 4 xuất hiện. Bởi vì sao? Con số 4 bắt buộc mình phải làm từng những cái việc chi tiết, làm từng việc nhỏ một. Mình phải đi vào những chi tiết, mình sẽ phải làm theo quy trình, mình sẽ phải kỷ luật bản thân tốt hơn. Đó. Kích hoạt con số 4 bằng cách là gì ạ? Giữ cho kỷ luật bản thân thật là tốt. Kỷ luật tạo sức mạnh. Được nhỉ? Đó. Mình không phải làm việc theo cảm xúc nữa, mà mình làm việc theo kỷ luật. Bây giờ là mình đang làm theo cảm xúc. Mình bị cảm xúc dẫn dắt rất là lớn, rất là nhiều. Có đúng không? Vâng. Thì bây giờ mình phải làm việc bất chấp cảm xúc. Thích cũng làm, không thích cũng làm, vui cũng làm, mà buồn cũng càng phải làm. Tức là cái việc gì mình lên kế hoạch mình làm ấy, thì là cứ thế mình làm thôi. Thì đấy là gì ạ? Là kích hoạt được con số 4. Thể hiện cái gì ạ? Cái kỷ luật và cái chi tiết. Đó. Thì mình phải lao vào mình làm. Để mà cái con số 4 thể hiện cái sự chăm chỉ, lao động. Cho nên mình nghĩ cái gì là mình phải bắt tay vào làm ngay. Nghĩ là làm thì kích hoạt con số 4. Còn nghĩ mà không làm, kích hoạt con số 3. Học thôi, chưa làm thì con số 3 được xuất hiện. Nhưng mà học mà làm thì con số 4 xuất hiện. Đó. Đấy. Rồi. Chìa khóa số 6 này. Nhiều chìa khóa quá. Nhiều thuốc quá. Cái bệnh này nó nặng nên cho hơi nhiều thuốc. Có dùng nữa không? Có dùng thuốc nữa không? Có chứ thầy. Ừ. Làm luôn cho nó đủ đủ liều nhé, không là nó không đủ liều. Vâng. Ừ. Là thuốc số 7 này. Đấy là kích hoạt con số 7. Số 7 thực ra là mình có sẵn rồi. Việc của mình đó là mình để ý đến nó, giống như cái trực giác của em ấy, nó có sẵn rồi. Nhưng mà em không biết cách khai thác nó thì nó cũng trở thành bình thường. Cái kỹ năng nào mình không dùng ấy thì nó thôi thui chột, thui chột đi. Cái gì cũng vậy, cái gì mình không dùng nó sẽ teo đi. Đúng không? Đấy, người ta bảo văn ôn võ luyện, kể cả là mình có tài năng đến mấy nhưng mà không luyện tập thường xuyên thì nó cũng mất đi. Đấy. Mình có tài nhưng mà mình không luyện tập thì cũng mất. Kết quả con số 7 bằng cách nào nhỉ? Như lúc đầu ấy nói đấy. Đó là hãy trải nghiệm đi. Trải nghiệm tức là sao ạ? Mình thử đi. Cái gì không chết, không giết được mình, thử. À, ví dụ như này. Mình thử nhảy từ tầng 20 xuống đất xem có chết không. Cái đấy có thử không? Cái này chết chết Cái đấy chết có thử không? cái đấy thì thôi Cái đấy không cái thử. đấy thì thôi Cái đấy không thử. Bởi vì sao ạ? Mình không làm lại được.
Nhưng có những thứ mà mình nên thử. Anh nói ví dụ nhỉ, uống rượu chưa? Đúng. Đấy, không chết, uống đi. Ví dụ thế, nó tức là mình trải nghiệm nhiều thứ, đừng có giới hạn mình bởi bất kỳ thứ gì cả. Hoặc là đi chơi xa, hoặc là đi du lịch nước ngoài. Đi nước ngoài chưa? Em chưa rồi ạ. Ừ đấy, thử đi, được không? Đấy. Vâng. Rồi là ví dụ như là mình kích hoạt cái con số 6 cộng với cái trải nghiệm số 7, đó là gì ạ? Là mình tổ chức một cái bữa tiệc sinh nhật thật là lãng mạn cùng với chồng của mình, kiểu kiểu vậy. Mình đã làm như thế bao giờ chưa? Chưa ạ. Đúng rồi, mình có con số 6 đâu, không có con số 6, không có sự lãng mạn, cho nên là mình sẽ không làm như vậy. Bây giờ mình thử đi, thử một cái như thế, kích hoạt luôn cả hai con số, đấy là kích hoạt con số 6 và con số 7. Tư lại sướng quá. Nhưng mà Tư nghe có cũng đấy không? lạ lắm. Không Ngại ạ, lắm. tôi Đấy, đang run phát, bây không giờ hợp mình luôn. bảo ngại thế. Đấy, ngại lắm thì làm sao ạ? Thì đúng rồi, trước giờ mình là cái người như vậy, trước giờ là mình ngại, đúng không? Thì bây giờ mình phải thay đổi đi, mình phải luyện tập để mình kích hoạt những con số đấy. Em có muốn chồng em nó mê em không? Có muốn không? Giờ đang mê lắm rồi. Em Không, chưa chắc đâu. chưa chắc đâu ạ. Nếu mà chồng em mà nó có con số 4, số 6, số 9 thì đấy là con người phù hợp với em, tuyệt vời. Bởi vì Thử đọc ngày tháng năm sinh của chồng thế nào. đấy là những cái con số mà em đang thiếu. 27 tháng 1 1994 ngày sinh Dương, 27 tháng 1 1994. 1994. Đây, đây là 9 này, Bảy 1 này, 2, bảy chín 23, 33. Đường đời số 6, chuẩn mẹ luôn. chín Ui, chuẩn mẹ ba. chuẩn chồng của Vân đấy rồi. Đúng, còn 33 trên 6, đúng đúng giống tính anh. 33/6 luôn à? 33 trên Trời 6. ơi. Hôm nào tao cho Tư phải gặp thầy thôi Vân ạ. À. Vâng. Anh Ba cũng trên 33 sáu trên hơi 6. bị đặc biệt đấy. Mà anh nói biết là gì ạ? Là em là may mắn ấy. May mắn lấy, gọi là lấy ngẫu nhiên vớ được đúng thằng chồng mà nó lại đúng cái Ừ. khớp Mình với hiểu mình. ạ. Khớp khớp gọi là khớp khớp luôn đấy. Nó khớp với mình. Đấy. Thằng này là có trục 147 nữa. Mẹ quá tuyệt vời luôn. Đây. Đây nhá, chồng này. Vô tình Vô gọi là tình chồng mà bù đắp hết rồi. vô tình mà kiếm được thằng chồng ngon. Đây Cho Tư này. vào Thằng đây nghe. này, 1-1 này. Đây, thằng này có một con số 2 này. Cho nên là gì ạ? Nó có sự đồng cảm này. Có hai con số 1 này, có một con số 2 này. Cho nên hai vợ chồng có sự đồng cảm, có sự hiểu nhau ở chỗ này này. Trùng nhau hiểu nhau chỗ này này. Rồi. Nó có con số 7 này. Em cũng có cái linh hồn số 7 và nhân cách số 7, thì thằng này cũng có con số 7 ở đây, cho nên là gì ạ? Cho nên cũng là hiểu nhau, cũng trùng nhau này. Rồi. Thằng chồng nó có hai con số 9, là nó sẽ là cái thằng sẽ hơi gọi là bao đồng một tí, tức là ăn cơm nhà vác tù và tổng, nó lo lắng cho mọi người, lo lắng cho họ hàng, lo lắng cho bố mẹ, lo lắng cho người khác. Đấy, lo lắng cho một số em gái mưa bên ngoài bình thường. Đấy là bình thường nhá. Chẳng may thì nó nhìn thấy nó nhìn thấy một em gái mưa nào đấy mà tội nghiệp quá thì nó cũng mong muốn bao bọc. Đấy là bình thường, đấy là tính cách của nó là như vậy, đừng có ngạc nhiên nhá. Rồi, nó có số 4 này. Đấy. Nó có trục 147 này. Cái trục 147 là cái trục gọi là thực tế này. Đấy. Cái thằng mà có trục 147 này ấy, thì nó không tin vào thần số đâu. Nó cũng chẳng thích Đúng. học. Không tin ạ. Nó không tin đâu. Nó thích những cái gì nó gọi là thấy mới tin.
cái thằng mà cái trục 147 thấy mới tin. Đấy. Anh Thiện hôm nào để anh xem cho anh Thiện kiểu gì có trục 147. Tức là gì Để ạ? hỏi nghe. Là ông ấy không tin vào 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 những cái thần thánh ấy, chỉ tin vào bản thân thôi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng là mình làm được tất. Đấy. Đó. Thì cái trục này ấy, giúp nó mấy cái thì tại sao nó trồng tuyệt vời, bởi sao ạ? Thằng này là đường đời số 6. Đấy, mình đang thiếu số 6 này thì thằng này nó có sẵn đường đời số 6 rồi. Đấy. Rồi nhân cách này số 9 nữa, cho nên là gì ạ? Là nó bao bọc cho mình rồi, nó tha thứ cho mình. Ví dụ như là mình thì nhiều khi cũng nổi nóng không? Nhiều khi mình cũng bực mình cũng cáu chồng, mình cũng chửi chồng không? Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà sau nó lại tha thứ cho mình, nó lại nó không để bụng. Đấy, nó tính nó bao dung lắm. Đấy. Đúng không? Alo. Vâng. Vâng. Đấy, không tập trung à? Đó. Thì cái trục 147 này là thằng này nó sẽ là cái người rất là chăm chỉ. Chăm Đúng làm lắm, rồi. làm chăm chỉ lắm. Chăm lắm. Cứ tỉ mỉ tẩn mẩn ngồi làm mà lại rất là khéo tay nhá. Đấy. Khéo tay, khéo chân, chơi thể thao thì cũng Khéo giỏi. Chơi thể thao nó chơi cũng giỏi mà làm việc nhà thì cũng rất là khéo và thích làm việc nhà ấy. Đấy. chuẩn rồi, Đó, ví dụ chuẩn như là rồi. nấu cơm, là nấu món ăn ngon là thích lắm. Rửa bát, Đấy, mà lại gì ạ? em không bao giờ làm mấy cái đấy, Đấy. toàn ông ý làm thôi. Đấy, thấy chưa? Mà chồng này không hề có mũi tên xấu nào, thế mới ngon chứ. Toàn mũi tên đẹp thôi, không có mũi tên xấu. Được chưa? Đấy. Cho nên là may mắn em kiếm được thằng chồng là ngon đấy, nhớ giữ cho chắc, đừng có mà đừng có mà cáu, đừng có mà mắng nó. Thằng này có điểm yếu này, muốn nghe điểm yếu của chồng không? Có. Điểm yếu của chồng là không thích bị áp lực, không thích bị chỉ trích, không thích bị trách móc. Được chưa? Đấy là cái điểm mà nó không thích, cho nên là tuyệt đối đừng bao giờ chỉ trích nó, đừng bao giờ chê nó, đừng bao giờ mắng nó. Hãy tìm cách khen nó thật lực về. Được chưa? Em muốn nó làm trâu làm ngựa cho em không? Thật mà, thằng này cực kỳ dễ dắt mũi. cái này phải nói nhỏ thôi. Không, em đeo tai nghe mà. Thằng này tính cách của nó thì nó rất là bộc trực, rất là đơn giản, nó cũng không quá là gọi là mưu mẹo, nó không quá là cầu kỳ đâu, nó rất là đơn giản đấy. Đó. Mặc dù là hơi cẩn thận kỹ tính, hơi cầu toàn một tí, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó lại gọi là Biết đối xử ra lại. biết đối nhân xử thế, hiền lành. Đó. Cũng khéo léo trong công việc, nhưng mà về giao tiếp cũng chưa chưa khéo léo lắm, giao tiếp Đúng rồi. không phải là tốt đó. Vâng. Thế thì với anh chồng ấy, là việc của em ấy, đó là kích hoạt con số 5 và kích hoạt con số 3, đó là gì ạ? Là khen thật được à? Anh chồng nó thích Khen, ghi khen. nhận. Đừng không được chỉ trích, không được trách móc nó, nghe Đúng rồi, chưa? không được chỉ trích, không được Vâng. trách móc, Hôm vừa nó rồi sẽ em chịu chê em mà. hết mức. Thì nó sẽ làm trâu làm ngựa cho em, nó sẽ chết vì em được luôn nha. Mẹ có hai cái số 9, xong lại năng lực nhân cách năng lực số 9, xong rồi này là đường đời số 6 nữa, thì em mà khen nó thì nó cho em, nó chết về em được luôn. Cho nên là Thử đi, đôi khi ma là thử mình nó nhìn xem mình như thế ghét lắm, đôi khi mình ghét nào. lắm, đôi khi mình bực lắm, bởi vì sao ạ? Bởi vì no chuyện bao đồng, toàn cứ đi giúp người ta thôi, người nhà thì chẳng giúp, toàn đi giúp người nhà ngoài. Đấy. Đôi khi bực lắm nhưng mà vẫn phải khen, vẫn phải nhẹ nhàng. Nó thích nhẹ nhàng, nó không thích nổi nóng. Ok không? Ừ, thích khen. Thi thoảng mình nhắc khéo khéo thôi, nhắc cũng phải biết ý. Đấy, đặc biệt thằng này là nó cũng hơi có tính hơi sĩ diện một tí, cũng hơi bay bổng một tí. Mình thì không bay bổng, chồng mình nhiều khi là cũng có những cái tư duy tư tưởng hơi bay bổng một tí, sáng tạo, rồi là suy nghĩ nó hơi hơi viển vông, nó không thực, nó thỉnh thoảng đấy nhé, nó thỉnh thoảng đấy nhé. Ừ. Với bản chất thì nó là cái người rất là thực tế, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những cái ý tưởng hơi viển vông
Đấy, mỗi tội là nó không làm được thôi. Đấy. Đúng rồi. À, đúng luôn à? Ừ. Trước này nghĩ mình nhiều tiền nhưng không Trước này nghĩ mình nhiều tiền. thật. Trước này nghĩ mình nhiều tiền. Ừ. Tức là nó có tham vọng. Nó tham vọng của nó lớn. Đấy. Tham vọng của nó là sẽ phải kiếm được nhiều tiền, sẽ phải thế này, phải thay đổi cuộc sống của nhiều người, kiểu kiểu đấy. Thay đổi cuộc sống của gia đình, kiểu kiểu thế. Đó. Đó. Thì đầu tiên là chúc mừng em. Chúc mừng em bởi vì là em có một người chồng rất là tuyệt vời. Chúc mừng em lần thứ hai nữa, đấy là em biết cái điều này sớm hơn. Đấy, cũng chia buồn cho em một chút bởi vì là cái mảnh đất mà em được sinh ra, cái vốn ban đầu của em ấy nó không được nhiều. Thì mình phải nỗ lực nhiều hơn thôi. Được không nhỉ? Có những đứa nó sinh ra vạch đích rồi, nó có nhiều vốn sẵn rồi. Thì nó đỡ vất vả hơn. Đấy. Còn mình vất vả hơn một tí, nhưng mà mình lại làm chủ cuộc đời, làm chủ số phận của mình. Ok không? Nhá. Đấy. Và nếu như mà em có một cái mong muốn để trở nên thành công và hạnh phúc ấy, thì như anh nói rồi, em bắt buộc phải trở thành cái người giúp đỡ người khác, giúp người khác kiếm được tiền, giúp người đỡ khác thành công, giúp người khác hạnh phúc, thì em sẽ đi trên cái con đường mà trở thành cái người thành công và hạnh phúc. Ok không? Đấy. Và với cái người linh hồn số 7 và nhân cách số 7 cộng với cả cái năng lực số 3 cộng với cả cái việc mà dễ sứ mệnh là phải kết nối, con số 5 là con số kết nối, nói chuyện với nhiều người. Tức là kiểu như con số 5 kiểu như người làm kinh doanh, người làm nhân viên bán hàng ấy. Nhá. Nhân viên bán hàng nhưng với em là nhân viên bán hàng dựa trên kỹ thuật. Tức là rất am hiểu kỹ thuật. Người khác bán hàng thì chém gió gọi là trên trời dưới biển, không hiểu gì về kỹ thuật. Nhưng không, em thì là cái người là hiểu về kỹ thuật, tức là mình gọi là văn võ song toàn đấy. Mình là gì ạ, là nói ra cái điều gì đấy là mình phải hiểu, mình phải trải nghiệm. Đấy là cái điều em mong muốn, em thích đó, và chính cái điều đấy làm cho em bán hàng rất là tốt. Bởi vì sao ạ, mình hiểu về sản phẩm, mình hiểu về cốt lõi của sản phẩm đấy, thì khi đó thì mình giống như anh ấy, anh bán hàng ấy, anh bán hàng giống như là chuyên gia, thì em cũng vậy, em trở thành bán hàng như chuyên gia. Được nhá. Bán hàng như chuyên gia là sao, là mình bán hàng bằng cái giá trị thật chứ không phải là những cái thứ gọi là viển vông ảo tưởng. Được chưa? Đó, thì những người bán hàng như chuyên gia sẽ được người khác có một cái niềm tin lớn hơn đó. Và khi đó thì mình sẽ bán hàng và giành được cái niềm tin của khách hàng. Còn những người khác họ giỏi bán hàng nhưng họ lại không giỏi giữ cái chân khách hàng, không hỏi, không giỏi giữ cái việc mà niềm tin của khách hàng. Đó. Cái thời gian đầu thì có thể mình hơi khó khăn một chút trong việc bán hàng bởi vì mình chưa có quen. Việc gì cũng vậy, cũng phải văn ôn võ luyện. Cái gì chưa quen thì mình luyện cho nó quen. Nhưng mình biết là để thành công thì mình phải làm cái điều đó. Cho nên định hướng công việc của em tốt nhất đó là em trở thành người bán hàng nhưng mà giỏi chuyên môn. Chứ đừng chỉ làm chuyên môn. Làm chuyên môn nó là bản năng của em rồi. Cái làm chuyên môn, làm kế toán thì theo bản năng của em thì nó dễ làm rồi. Nhưng để mà thành công được thì bắt buộc em phải điền đủ vào các yếu tố này. Phải điền đủ vào thì em mới thành công một cách bền vững lâu dài. Và khi mà em điền đủ vào thì không chỉ là em thành công trong công việc mà em còn hạnh phúc trong trong gia cuộc sống gia đình nữa. Bởi vì khi đó thì em hiểu người khác, em hiểu chồng em hiểu con em hiểu bố mẹ em. Người ta gọi là có hiểu thì có thương. Đấy, cho nên là hiểu được thì mới thương được, không hiểu thì không thương được. Và khi mình hiểu người khác ấy thì mình sẽ giúp làm cho người khác hiểu mình. Còn mình không hiểu họ thì đừng đừng hy vọng họ hiểu mình. Đúng không? Mình cứ trách người ta bảo là tại sao anh không hiểu em, tại sao anh không đặt vị trí của anh vào em. Nhưng mình có hiểu người ta đâu, mình có đặt mình vào vị trí của họ đâu.
mình có hiểu chồng mình là người thế nào đâu, thì làm sao mà mình thương được, làm sao mà mình bắt họ phải hiểu mình được, đúng không? Cả hai vợ chồng em đều có một cái lỗi rất là lớn, đấy là gì ạ? Đấy là thiếu con số 5. Cho nên mặc dù hai vợ chồng có những cái điểm chung, có sự thấu hiểu nhau, nhưng lại ít tâm sự với nhau, ít chia sẻ với nhau, đúng Thật chưa? luôn. Cứ cặm cụi làm thôi, thằng nào làm việc thằng đấy cứ cặm cụi làm. Em cũng không nghĩ là Thế thì nó mới vô tò tình vậy. mò là mới thích. Và Nó thì gọi thật là cái ra duyên em ạ. Nó gọi là cái duyên. Khi mà con người đấy không làm sao? Đứt mạng. là con người đấy không 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 thích cái này nên là không thích. Khi mà người ta đến với nhau ấy, nó một là duyên hay là nợ. Tức là mình nhiều khi là mình gặp nhau đấy là do cái duyên. Cái dán đâu, cái dán để mắt cho, Dán gì? cái dán lên tủ ấy, Con gọi còn cái nào nữa hết rồi, không? hết rồi. Hết. Chỉ con lấy hết. Mấy cái băng dính mà. Dính Mấy băng dính này tặng. bao nhiêu là phải móc rồi. Đấy thì may may là mình gặp đúng cái duyên, cho nên là nhưng mà nhé, cái duyên mà không biết giữ ấy, thì nó thành nợ đấy. Duyên mà không biết giữ thì nợ. Đồng chí này thì cũng cũng vừa thực tế nhưng mà cũng vừa bay bổng lãng mạn, cho nên là đồng chí này cũng không tán gái nhưng mà gái tự theo, thế mới hay. Thôi chết rồi Vân ơi. Không Rõ tán ràng là nhưng mà cái gái tưởng tự theo, vì nó cứ lành lành cho nó lại cứ gọi là chăm chỉ, cho lại chăm sóc, chăm sóc. chăm chỉ, chăm sóc chu đáo đúng không? Đấy nhá. Rồi em xem ở trong cái bản của em nhé, thì em xem thêm cái phần chỉ số 5 ấy. Em mở ra cái phần chỉ số 5 của em ấy. Vâng. Xem chỉ số 5 của em là bao nhiêu. Em có bốn cái đỉnh. Đỉnh đầu tiên là 533 tuổi, đỉnh số 2 542 tuổi, đỉnh số 3 551 tuổi và đỉnh số 4 560 tuổi. Đấy, cái đỉnh cao này nó đỉnh cao về năng lượng và về nhiều thứ. Trong đó đỉnh 533 tuổi của em ấy, đó là em sẽ kích hoạt được toàn bộ con số 5. Đó là năm của sự giao tiếp, thay đổi và kinh nghiệm. Đấy. Với cái thời kỳ đỉnh cao của con số 5 ấy, thì mình sẽ có cơ hội để mở rộng cái kinh nghiệm sống và thế giới quan, tức là mình sẽ đi lại nhiều. Đấy. Có sự dịch chuyển đi lại, gặp gỡ giao lưu nhiều người. Đấy, nó ghi sẵn đây này. Đấy. Mình sẽ có khả năng giao tiếp hiệu quả hơn với những người khác, tức là bình thường mình có thể giao tiếp chưa tốt, thì ở trong cái đỉnh cao này thì mình sẽ trở thành cái người giao tiếp rất là tốt. Tất nhiên là tốt so với mình, đừng so với người khác, đúng nhỉ? Cuộc Vâng. sống mình sẽ mang lại cho mình những cái trải nghiệm mới, thú vị. Đó, tức là những cái trải nghiệm nó mang tính chất độc đáo. Đó. Cho nên là mình cứ quan tâm đến cái đỉnh đầu tiên 533 tuổi đi. Đấy, còn đỉnh số 2 là 42 tuổi, là đỉnh đấy hướng về gia đình, kích hoạt con số 6. Đấy, thì đấy là cái đỉnh tiếp theo. Nhưng đỉnh đầu tiên là về gia đình, à, về 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 sự kết nối, về sự chia sẻ, về đi lại. Cho nên là như anh nói, từ giờ đến lúc đấy là em đang đi theo cái vận trình, cái đó là đại vận trình của mình, là đại vận trình con số 5. Nó lại trùng với đúng cái sứ mệnh của em là con số 5, cho nên điều này rất tốt. Và để mà đi đúng cái vận trình của mình ấy, thì nhớ điều này này, luôn luôn nhớ, đấy là gì ạ? Kích hoạt con số 5. Cứ kích hoạt con số 5. Con số 5 chính là cái con số gọi là may mắn của em nhé. Vâng. Ví dụ số điện thoại chẳng hạn, nếu mà chọn số điện thoại thì cái chọn làm sao số nào có nhiều số 5.
để nó ảnh hưởng đến mình, có con số nó ảnh hưởng đến mình mà. Vâng. Yeah. Ví dụ như cái ngày sinh, ngày em sinh ra thì cái con số đấy nó ảnh hưởng đến mình, cái tính cách của mình. Được chưa? Chọn nhà chọn con số 5. Đó, kiểu kiểu vậy. Thì cái con số 5 sẽ là cái con số mà nó sẽ giúp mình đi đúng cái sứ mệnh. Nhá. Yeah. Sứ mệnh của người kết nối, người chia sẻ, người kinh doanh, bán hàng, giao lưu, đi lại, du lịch. Mình sẽ du lịch nhiều. Đôi khi mình không thích, không thực sự thích giao lưu, kết nối đâu, mình không chủ động đâu, nhưng mà để mà thành công thì bắt buộc mình phải đi trên cái con đường đó. Rồi kéo xuống bên dưới, kéo xuống dưới nữa. Em bấm vào chỉ số 5 thì nó tổng quát hơn. Nhiều người quan tâm đến chỉ số tài chính thì là họ đưa thêm cái chỉ số tài chính vào đấy. Đấy, chỉ số 5 này. Đấy. Với người năm số 2 đến là năm 2022, năm vừa rồi á. Thì đây không phải năm để vạch ra những cái thay đổi lớn, đây là năm tập trung vào tình yêu thương và bản thân và phát triển mối quan hệ bền vững với bản thân. Đấy. Hãy tử tế với bản thân và người xung quanh bạn. Đó. Tức là trong cái năm vừa rồi, năm 2022 ấy, thì mình sẽ không kiếm được nhiều tiền này. Mình sẽ không nên có những thay đổi lớn. Còn nếu mà mình có thì tức là mình đi sai đường thì có thể mình sẽ gặp những cái trắc trở. Đấy. Đấy, với người năm số 2 nếu mà đi đúng cái cuộc đời ấy, thì mình làm sao ấy là tạo ra sự cân bằng ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đấy. Hãy luôn hợp tác, thỏa hiệp và tìm kiếm sự hài hòa trong tất cả những gì mình làm. Đấy, mình sẽ cảm thấy nhạy cảm hơn trong năm nay. Vì vậy hãy cố gắng làm mọi thứ thật cẩn thận. Đừng tăng cao độ nhạy cảm của mình. Đấy. Bằng cách là rèn luyện trực giác, theo dõi về cái cơ thể của mình. Trực giác nó sẽ báo hiệu cho mình những cái tín hiệu thông qua những cái giác quan. Đấy, ví dụ như là dạ dày nó bị đau này, hoặc là cái lo lắng khó chịu này. Đấy, hoặc là nổi da gà này, hoặc là chân tay nó bùn rủn này, kiểu kiểu vậy. Đấy, theo dõi cảm giác ruột của mình cũng là một cách để mà mình theo dõi cái trực giác. Những sự kiện thường gặp trong năm đó là tình yêu chân thành, gặp gỡ một cái người bạn tâm giao, hoặc là những cái đau lòng mất mát, hoặc có những cái thất vọng. Đó, thì những cái cảm xúc trong năm 2022 của em ấy thì nó sẽ dâng cao. Nó sẽ dâng cao hơn so với các năm trước. Tức là mình sẽ có rất nhiều cái cảm xúc. Đó. Đấy, cảm xúc nhiều khi nó bị đè nén, hoặc là có những cái cảm thấy bất lực, cảm thấy thất vọng. Đó. Thì trong năm 2022 thì mình có nhiều cái cảm xúc như vậy. Và em là người có 3 con số 2 trong bộ số ngày sinh, và cộng thêm cái năm số 2 nữa thì nó sẽ kích hoạt. Tức là cái năm năm 2022 của em ấy sẽ là cái năm mà có rất nhiều những cái thăng trầm về mặt cảm xúc. Đó. Lúc lên, lúc xuống, lúc buồn, lúc vui. Rồi cái trực giác của mình phát triển quá mức, cho nên đôi khi mình hơi nhạy cảm quá, mình hay suy nghĩ nhiều quá. Cái luồng suy nghĩ trong đầu mình nó cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ lại mà nó không giải phóng, nó không giải thoát được. Tức là mình không thoát ra được. Cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ đấy trong đầu. Mình rõ ràng mình muốn thoát, muốn quên nó đi nhưng mà không quên được. Đúng không? Vâng. Đó. Thì ở đây nó có một số cái hướng dẫn này. Tức là yêu thương bản thân này, rồi tham gia vào các khóa học phát triển bản thân này. Đấy, nâng cao trình độ chuyên môn này. Đấy, rồi là khôn khéo sử dụng trí lực của những người xung quanh, tức là gì ạ? Gọi là mượn lực trợ lực đấy. Tức là đừng làm một mình mà nên kết hợp làm với người khác. Rồi phát triển đời sống tâm linh này, nâng cao trực giác này. Đấy, ví dụ như là em là người có trực giác rất là tốt, cho nên khi mà gặp một người ấy, thì em sẽ cảm xúc, em sẽ có một cái cảm giác là người này là người tốt, người này là người không tốt. Thì việc của mình đó là lắng nghe cái cảm xúc ấy của mình. Nhiều khi mình gặp một người tự nhiên mình thấy thích, gặp một người tự nhiên mình cảm thấy không thích, thì mình không giải thích được tại sao. Có đúng không? Mình không giải thích được tại sao. Thế thì có thể là mình về mặt lý trí, tức là mình dùng lý trí, mình logic, thì mình nói rằng à, người này là người tốt.
nhưng mà mình cứ cảm giác không yên tâm. Thì việc của mình đó là gì ạ? Hãy lắng nghe cái cảm xúc của mình. Bởi vì cái cảm xúc của mình nó rất là nhạy, nó rất là chuẩn. Nhưng mà phải rèn luyện. Không rèn luyện thì mình sẽ dịch sai. Nó đưa cho mình những cái tín hiệu thôi. Nó không bảo là không được tin thằng này. Nó không nói như vậy. Nhưng nó chỉ có một cái cảm xúc gì đó mình cứ cảm thấy lăn tăn. Thế thì thay vì là mình đặt niềm tin ngay lập tức thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ có những cách để mình check, mình thử, mình kiểm tra. Ok không? Đấy. Khi mà mình vẫn còn cái cảm xúc lăn tăn thì mình phải cẩn thận. Mình phải kiểm tra, mình dùng cách này cách kia để kiểm tra, để test, kiểm tra chéo, hỏi người này người kia, cho họ thử một số cái bài toán nhỏ. Đấy. Và để làm việc đó thì mình phải kích hoạt được cái trí tuệ của mình. Được chưa? Mình phải dùng trí tuệ để mà đối xử với người khác nhé. Rồi, chuyển sang năm số 3. Rồi, năm số 3 này. Thì đây là năm nhiều cơ hội và nhiều thách thức. Tức là năm 2023 này, em chuẩn bị bước sang năm số 3 đấy. Đó. Rồi, kéo xuống dưới một tí này. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 2. Hôm nay là mùng 1 tháng 2 rồi, đúng không? Đấy, thì bao giờ cũng vậy, nó có một cái giai đoạn là gọi là quá độ, chứ nó không phải bùng phát đến 0 giờ ngày 21 tháng 2 nó bùng phát là em thay đổi đâu, không phải. Bao giờ nó thay đổi dần 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 dần, dần này. Tức là từ bây giờ nó đã có những cái thuộc tính của năm số 3 rồi, chứ không phải là đợi đến đúng ngày 21 tháng 2 thì mới có, hiểu chưa? Đó. Thì đây là một năm của những cái sự kiện xã hội và bạn có thể cảm thấy mình được nổi tiếng hơn bình thường. Tức là gì ạ? Với năm số 3 này, em sẽ làm những cái thứ gì đó mà khiến cho mình trở nên nổi tiếng hơn. Anh lấy ví dụ như này, đó là em chăm chỉ đăng bài hơn trên Facebook, hoặc là thậm chí là bây giờ là có những cái hot, cái mạng xã hội hot như là TikTok chẳng hạn. Thì mình cũng làm những cái video mình đăng lên TikTok, thì sẽ có nhiều người biết đến mình hơn. Đúng không? Đấy. Và khi mình xác định là sớm hay muộn thì mình sẽ phải đi theo con đường là trở thành người kinh doanh, thì mình bắt đầu hiểu được rằng mình cần phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân càng sớm càng tốt. Được chưa? Thương hiệu cá nhân là cái thứ mà sẽ đi với mình suốt cuộc đời và sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Đã bị đơ rồi. Em vào rồi, nhưng mà nó cứ tí nó lại ngắt kết nối màn hình. Ừ, ok. Rồi được rồi, không sao, không cần cái đoạn đấy. Nhưng ý anh nói là gì? Em đọc ở trong đấy nó sẽ ra. Tuy nhiên là cái ngôn từ khi mà đọc ở trong đấy thì có thể là đôi khi là em không hiểu. Bởi vì là cái ngôn từ nó mang tính chất là chung chung, trừu tượng. Bởi vì sao? Bởi vì nó xem cho rất là nhiều người, nó nói chi tiết thì đôi khi nó lại đúng người này, không đúng người kia. Đấy, đúng không? Đấy, nhưng mà khi mà anh gặp em trực tiếp như này thì anh sẽ hiểu em hơn và nói cụ thể, nói chi tiết hơn. Đó. Thế thì với cái người năm số 3 ấy, thì đấy là năm mà em có khả năng sẽ nổi tiếng. Tức là nổi tiếng hơn so với mình bình thường. Ví dụ như là ở đâu? Còn đấy không? Nghe được không em? Alo. Mạng yếu thầy ạ. Mạng em cũng yếu. Hôm nay mạng bị làm sao ấy. Nãy giờ em cũng chẳng nghe thấy thầy nói nhiều đâu. Bập 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 bập. Với kiểu lít mạng của thầy hay là mạng em. Thì chắc mạng của anh. Nhưng mà anh với em vẫn nói chuyện với nhau được. Mà con kia nó đơ, nhưng mà mạng của nó. Bây giờ thì em mới nghe anh nói rõ này. Còn lúc nãy thì ngắt ngắt quãng. Đơn à? Vâng, cho đi ngủ. Thằng chồng của nó đang nhắn tin với em. Chồng của nó làm herbalife. À thế à? Nên là đang mời em herbalife. Mới. Bạn yếu đúng không Vân? Vâng, mà anh yếu lắm. Wi-Fi hay là 3G? Nãy 3G rồi,
Đây để em kết nối wifi. À bao giờ lại. Ok rồi ạ. Ừ, ok. Thầy nói tiếp đoạn là số 3 đi. Là xong rồi đúng không thầy? Thế. Đấy thì năm số 3 ấy là mình sẽ nổi tiếng hơn so với bình thường. Cho nên là nếu như mình muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì đây là năm rất là tốt để xây dựng thương hiệu cá nhân nhé. Mình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên Facebook, trên TikTok hoặc trên các cái mạng xã hội khác. Đừng bỏ lỡ cái năm số 3 này để giúp cho mình xây dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn. Trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của em thì cũng chưa thực sự kiếm được nhiều tiền đâu. Quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân là quá trình mình đốt tiền đấy. Thậm chí có nhiều người còn bỏ rất nhiều tiền để xây dựng thương hiệu. Đúng không? Vâng. Với các cái công ty khi mà xây dựng thương hiệu thì họ phải bỏ rất nhiều tiền ra quảng cáo, thậm chí bỏ hàng tỷ ra quảng cáo. Đúng chưa? Đấy. Nhưng mà lại chưa thu về được tiền ngay. Đấy. Nhưng mà sau 1-2 năm sau thì nó mới thu được tiền. Thì quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình đó là quá trình gieo hạt. Cho nên là trong cái năm nay và năm sau, năm 2023 và 2024 thì anh nói luôn đấy là 2 năm để em gieo hạt. Gieo hạt tức là sao ạ? Là mình cho đi nhiều hơn là mình nhận về. Cho nên nếu mà có kiếm được thì cuối cùng cũng cho đi hết, cũng mất hết. Mất thì không đúng mà mình chủ động mình cho đi bằng cách là mình gieo hạt. Đó. À, gieo hạt ví dụ như là mình mua sắm cho người ta thì cũng là gieo hạt. Ví dụ tại sao ngày vía thần tài người ta đi mua đồ ấy, đấy là gì ạ? Phải đi cho tiền đi. Mình muốn kiếm được tiền, mình muốn muốn có được vía của thần tài thì mình phải đem tiền cho đi. Mua cái gì cũng được. Mua vàng đấy là một trong những cái thứ mà mua thôi, người ta còn mua gì đủ thứ. Cứ mua cái gì thì cũng là gì ạ? Cũng là cho đi, cũng là gì ạ? Là tạo ra một cái thị trường. Tạo ra thị trường mà mọi người đều đi tiêu tiền thì tự nhiên cái thị trường đấy nó sẽ cái máu nó sẽ chảy đấy, có tiền lưu thông ở trong cái hoạt động kinh tế, tức là ngành thần tài nó thành như thế thôi, rất đơn giản đó. Thế thì năm nay và năm sau việc của em đấy là gieo hạt để chuẩn bị cho năm tiếp theo nữa. Năm tiếp theo nữa, năm 2025 sẽ là năm em sẽ phát triển rực rỡ nhé. Cho nên là để làm điều đấy thì bây giờ mình chuẩn bị đó. Thế thì có một cái công việc mà giúp em đáp ứng được hầu hết những cái điều này đó. Đấy là cái công việc mà hiện nay anh với cả chị Phương đang làm. Đấy là công việc, đấy là gì ạ? Là bán cái sản phẩm liên quan đến gì ạ? Đến bản đồ cuộc đời đấy, giống như cái mà vừa rồi mà em vừa mới xem ấy đó, bán cái đấy. Và em chỉ cần dành thời gian em đọc kỹ, nghiên cứu kỹ cái bản của em thôi. Thì em không cần luận giải như này. Em không cần mất 3 triệu để luận giải như này. Hôm nay là em được tặng 3 triệu. Được chưa? Đấy. Thì em không cần phải mất 3 triệu để được luận giải. Mà em đọc kỹ, nếu như mà em mất 3 triệu thì thôi, em bảo là thôi, để em đọc kỹ cái đấy còn hơn. Đúng chưa? Mất 350 nghìn rồi, xong rồi mất thêm 3 triệu nữa để luận giải như này. Thì tất nhiên luận giải như này nó phải có cái khác, có cái hơn, mình sẽ hiểu hơn, hiểu hiểu đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, đúng không? Nhưng mà mình đọc cái đấy nó cũng đủ, đầy đủ hết, đầy đủ hết. Tất nhiên mình đọc mình phải ngẫm chứ không phải đọc kiểu đọc khơi khơi chơi chơi thì không hiểu đâu, bởi vì người ta gọi là thiên cơ bất khả lộ đấy. Cho nên nó chỉ đưa ra những cái gợi ý thôi. Còn việc mà mình làm hay không, việc mà mình tin hay không, việc mà mình hiểu hay không thì nó lại là câu chuyện khác nhé. Đấy thì em có thể kinh doanh cái sản phẩm này đấy, với cái chi phí ban đầu chỉ 2 triệu rưỡi là em đã có thể kinh doanh được rồi đấy, và cái lợi nhuận mang về thì rất là tốt. Em tưởng tượng như này, bây giờ em mua một sản phẩm xong em bán thì em biết rồi, nếu mà mình mua càng rẻ mà bán càng đắt, ví dụ như là mình mua vào là 20.000, mình bán 100.000 thì đấy là gì ạ? Là siêu lợi nhuận đúng không? Đấy. Nhưng nếu mà mình mua 50.000, 60.000, 70.000 mình bán 100.000 thì sao ạ? Thì bán xong có khi là lỗ. Đúng chưa? Đấy. Thế thì cái sản phẩm này nó là sản phẩm số cho nên lợi nhuận của nó rất là cao.
lợi nhuận của nó lên hơn 80%. Đấy. Vâng. Và nó có những cái ưu điểm mà những cái sản phẩm vật lý khác không có. Thứ nhất, đó là gì ạ? Là cái chất lượng sản phẩm nó rất là ổn định. Số lượng sản phẩm thì rất là gì ạ? Rất là dồi dào. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không bao giờ hết sản phẩm cả. Rồi không mất tiền ship, không mất phí ship, không mất thời gian ship. Đúng không? Em có thể bán hàng cho mọi người khắp thế giới. Những cái người Việt ở nước ngoài mình cũng vẫn bán được. Đúng không? Bởi vì sao? Họ cài app này họ ở đâu họ cài được. Rồi họ chuyển tiền cho mình thì người Việt ở nước ngoài họ vẫn chuyển tiền về Việt Nam được. Họ vẫn nhờ người Việt, họ vẫn nói chuyện với cả gia đình của họ ở Việt Nam, họ chuyển tiền cho mình được. Thì là gì ạ? Là mình vẫn bán được. Như vậy là gì ạ? Là em có thể bán được cho thị trường toàn cầu. Đúng chưa? Thêm vào nữa, đấy là gì ạ? Với cái sản phẩm này ấy, thì người già cũng dùng, người trẻ cũng dùng, người nam cũng dùng, người nữ cũng dùng. Đấy, trẻ con cũng càng dùng. Đó. Tức là nhu cầu ấy, nó đến từ khắp mọi người. Ai cũng có nhu cầu để mà hiểu về bản thân mình, trả lời câu hỏi đó là tôi là ai? Và tôi sinh ra cuộc đời này tôi phải làm gì? Tôi sẽ trở thành ai? Đúng không? Cái câu hỏi đấy là đến các nhà khoa học bây giờ cũng đang đi tìm kiếm nguồn gốc của loài người, nguồn gốc của vũ trụ. Đúng không? Đấy. Cho nên là gì ạ? Là em ra ngoài em nhìn xung quanh mình đều là khách hàng ấy. Bố mẹ mình cũng có thể là khách hàng của mình, cũng có thể kinh doanh cùng với mình được. Rồi anh chị em nhà mình, tất cả mọi người đều có thể kinh doanh cùng mình được. Đấy. Nó không phải đa cấp, nó vẫn chỉ là bán hàng bình thường thôi. Em muốn có cái bản đấy để em xuất đi em bán. Ví dụ như là cái bản 350.000 ấy, chị Phương muốn xuất cái bản đấy ra cho em, là chị Phương phải nhập cái hàng đấy về trước, tức là phải bỏ tiền ra để gì ạ? Để mua hàng về trước, sau đó bán cho em. Và khi bán cho em thì chị Phương được 100%. Cho nên nó không phải đa cấp. Được chưa? Vâng. Ừ. Tức là mua đứt bán đoạn, mua xỉ ấy, mua xỉ bán lẻ ấy. Đó, nó chỉ một đơn giản thế thôi. Đó. Và khởi động ban đầu chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, nó đã bắt đầu tham gia vào cái đội nhóm kinh doanh, hệ thống kinh doanh rồi. Và cái điều đặc biệt hơn nữa ở đây ấy, là cái quy trình làm việc nó được gì ạ? Nó được sắp xếp một cách tự động hết rồi. Quy trình làm việc rất là rõ ràng. Đó. Là khi mà em tham gia vào thì em sẽ được hưởng cái quy trình làm việc này. Anh nói ví dụ như quy trình làm việc này anh cho em xem cái quy trình nó đã được chuẩn hóa. Wiki tần số học.bit. Đây là cái quy trình khởi nghiệp tinh gọn cùng với YouTube, vốn chỉ 2 triệu rưỡi, thu nhập từ 30 đến 50 triệu, tức là không giới hạn. Đó. Đây là bản quyền từ hệ thống Diamond Team của anh, của Nguyễn Quang Huy. Đấy, nghiêm cấm không tự sao chép chia sẻ ngoài hệ thống. Đây là tài liệu nội bộ. Quy trình đăng bài hàng ngày dành cho đại lý mới có video hướng dẫn, được chưa? Có video hướng dẫn. Được chưa? Đầu tiên là chúng ta lấy bài này. Đấy. Mình vào đây mình lấy bài này, tài liệu này. Đấy, tài liệu này mình lấy bài trong này để mà mình đăng bài. Bài 1 này, được chưa? Đăng vào 7 đến 8 giờ sáng hoặc 11 đến 13 giờ trưa này. Ôi hay quá cả nhà ơi, mình chia sẻ cho cả nhà cái này nhé. Được chưa? Tất cả các bài viết tự động cứ vào đây copy post, không cần phải sáng tạo, không cần phải tưởng tượng, không cần phải suy nghĩ gì cả. Chỉ cần copy vào chỉnh sửa lại một chút theo cái, ví dụ nó có ghi tên của ai đó thì mình chuyển sửa là tên của mình. Nhưng mà thực ra thì chỗ này nó đã sửa rồi. Đấy, nhưng mà mình nên đọc trước khi mình đăng. Ok không? Quy trình nó có sẵn hết rồi, chỉ việc là gì ạ? Copy và paste thôi. Đây đúng là thế mạnh của em. Copy và paste. Chỉ làm copy paste từng này cái là đủ phê rồi. Em đủ bài viết để em đăng nguyên một năm trời. Một năm trời em đăng em không cần phải nghĩ gì. Ngày nào cũng có bài. Được chưa? Ok chưa? Quy trình này. Khi mà có khách hỏi thì mình làm gì? Bước 1 hỏi thông tin của họ, xem miễn phí cho họ, quy hướng dẫn xem miễn phí, có video luôn.
Được chưa? Xe miễn phí. Họ tên đầy đủ. Rồi. Bước 2 chụp ảnh gửi cho khách hàng. Đây những cái ảnh như này. Sau đó bước 3 hỏi xem cảm nhận của họ như nào, có đúng không, muốn xem chi tiết hơn không. Đấy. Nếu mà họ muốn thì lấy link của mình gửi cho họ, cách lấy link, hướng dẫn gửi cách lấy link. Được chưa? Bước 5 này, mời khách mua bản 70.000 hoặc 300.000 để xem đầy đủ chi tiết hơn. Cái bước 5 này em thấy nó giống hệt cái bước của chị Phương. Nhưng chị Phương chị bỏ qua mấy cái bước này bởi vì sao? Bởi vì làm trực tiếp. Đấy. Thì ở đây cũng có hướng dẫn này, hướng dẫn tải app này cho thành viên mới này, hướng dẫn tính năng sử dụng của gói 70.000 300.000 này, so sánh gói 70.000 và 300.000 này. Được chưa? Bước 6 này, đó là add khách hàng. Sau khi mà họ xem bản 350.000 thì đưa họ vào nhóm luận giải miễn phí. Đấy. Hoặc là mời gói luận giải VIP trị giá 3 triệu. Đấy. Cái gói VIP là gói 1-1 giống như anh với em ngày hôm nay này. Đấy. Còn cái nhóm luận giải miễn phí thì mỗi một tuần anh sẽ có một cái buổi Zoom miễn phí để luận giải cho mọi người. Đấy. Và mỗi người anh sẽ dành khoảng độ 30 phút gì đó để anh xem. Chứ không phải giống như 1-1 như này, anh có thể làm 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng luôn. Đó. Ừ. Đấy. Thì ở đây cũng có hướng dẫn mua hàng, nạp tiền này. Đấy. Muốn tìm hiểu về kinh doanh. Khách hàng, sau đó là bước 7 là hỏi khách hàng muốn kinh doanh không. Thì anh đang gì ạ? Anh đang chia sẻ với em ở đây, đấy là bước số 7. Là em có muốn kinh doanh cùng với anh ở trong cái sản phẩm này không? Đúng không? Đấy. Ừ. Thì nếu mà muốn kinh doanh, đấy, thì là gì ạ? Tìm hiểu về kinh doanh. Đó. Thì lại có một cái web riêng để mà tìm hiểu về kinh doanh. Đấy. Có một cái web để tìm hiểu về kinh doanh riêng. Đấy, giới thiệu về sản phẩm. Đấy, các cái video giới thiệu về tính năng. Đấy, hướng dẫn nạp tiền, hướng dẫn sử dụng, đăng ký, hướng dẫn cách đăng ký, các cái chính sách của cộng tác viên, các cái chính sách dành cho đại lý. Rồi chiến lược kinh doanh. Đấy. Được chưa? Tất cả nó có hết rồi. Và em hoàn toàn em có thể sử dụng những cái công cụ này. Vũ khí này. Đấy. Rồi. Ở đây là những cái người đã trở thành kinh doanh. Ở đây là dành cho những người đã là đại lý nhé. Thì các cái video cần xem này. Đấy. Đi theo những quy trình này. Đấy. Thì mình cần phải hiểu về sản phẩm đấy. Đúng không? Mình bán cái gì thì mình hiểu về sản phẩm. Thì đây là các video để mình hiểu về sản phẩm. Thứ hai là mình hiểu về công ty. Thứ ba là hiểu về thị trường. Thứ tư là hiểu về khách hàng. Được chưa? Đấy. Đấy. Thì những cái video hướng dẫn này. Ví dụ như là mình sẽ có những câu hỏi là: anh ơi, thế bây giờ em muốn bán cái gói này cho khách hàng như nào? Có luôn hướng dẫn video vào đây mà xem. Được chưa? Nó là một cái thư viện là mình tất cả câu hỏi nào mình định hỏi thì trong này có hết rồi. Em cứ hỏi cái nào thì đi trước em thì đã có người họ vào họ cũng hỏi rồi. Cho nên là gì ạ? Là trong này có hết rồi. Tất cả video hướng dẫn đã được video hóa và được số hóa rồi. Được chưa? Đấy. Đấy, hướng dẫn bằng video, có hướng dẫn bằng hình ảnh cũng có. Đấy, hướng dẫn đăng ký này, hướng dẫn này, sử dụng này, hướng dẫn nạp tiền này, có hết. Được chưa? Đấy. Tiếp theo nữa, em muốn phát triển hệ thống kinh doanh của em cũng muốn bán hàng, em cũng muốn mở đại lý, em cũng muốn trở thành tổng đại lý. Được chưa? Bởi vì trở thành tổng đại lý thì sao? Thì em sẽ mua hàng với giá còn rẻ hơn. Cho nên là gì ạ? Là mình lại có những cái video là gì ạ? Là giúp mọi người khởi nghiệp tinh gọn này, kỹ năng tuyển sỉ này. Đấy, rồi thay đổi mô thức để thành công này, quy trình bán hàng 8 bước này. Đấy. Rồi mình hiểu thêm về những cái con người đứng sau ở công ty họ là ai. Đấy. Mình biết được là mình hợp tác với ai. Đó. Được chưa? Đấy. Cố vấn khoa học, giáo sư, tiến sĩ, hán nôn, cung khắc lúc lược này. Đấy, toàn là những cái người tên tuổi hàng đầu ở trong cái ngành Việt Nam, ngành về tâm linh ở Việt Nam. Đấy. Và ngoài ra thì mình biết được cái chiến lược kinh doanh cùng với cả VTUT như nào. Cái khởi đầu là cái gói 2 triệu rưỡi như nào. Sau đó mình nâng cấp lên gói 10 triệu, gói 20 triệu như nào, gói 50 triệu, gói 100 triệu như nào. Thì càng lên tổng đại lý càng cao thì sao ạ? Thì cái lợi nhuận càng tốt, thu nhập càng cao. Đúng chưa? Đấy, chi tiết nó thì khi mà em tham gia thì em sẽ được hiểu. Ngoài ra thì những cái tài liệu của đội nhóm thì em cũng được cập nhật ở đây. Đấy. Ví dụ như là công việc nhân văn, khai tâm, sáng trí, sáng tương lai. Đấy, lợi thế về sản phẩm này. Ai cũng cần,
già trẻ gái trai, không hỏng hóc, không ôi thiêu, không hết đát, không sợ hoàn hủy, mất mát, thất lạc, không sợ hết hàng, không sợ cháy hàng, không cần tuyển nhân viên đóng hàng, không mất phí kho hàng, không mất phí vận chuyển, không mất thời gian giao hàng, hàng đến tay khách hàng ngay lập tức, không sợ phá giá, không lo hàng giả hàng nhái. Đúng chưa? Đó lợi thế về công việc này, không gò bó về thời gian này, không vi phạm đạo đức này, giúp đỡ được nhiều người này, không vi phạm pháp luật này, không vi phạm luật nhân quả này, gieo hạt tốt gặt quả ngọt này, không cần đầu tư nhiều tiền này, không cần sáng tạo quy trình hệ thống có sẵn này, không cần di chuyển nhiều mệt mỏi tốn kém làm việc online tại nhà này, không cần thuê văn phòng này, không cần đầu tư trang thiết bị làm việc này, chỉ cần điện thoại là làm được rồi, không cần máy tính luôn, không mệt mỏi, không đau đầu này, không sợ đứt gãy hệ thống, không lo mất người, không cần giỏi quy trình quản lý tài chính, không cần máy tính, không cần trình độ chuyên môn, không cần chạy quảng cáo tốn tiền, không cần nhân hiệu, không cần lo khách hàng, không có tiền chi trả. Nhưng có cái bản 70.000 với 300.000 ai chẳng mua được. Bố có thể đợi bố mấy phút. Okay. Đấy. Không lo khách hàng, không có tiền chi trả này, không lo hết khách hàng này, bởi vì khách quá nhiều luôn. Đúng không? Không giới hạn vị trí địa lý này, bán toàn cầu này, không giới hạn thu nhập là lợi nhuận là vô hạn này, không lo công nợ. Làm kế toán thì em biết rồi, nhiều khi là mẹ công nợ khi đủ chết. Bán được hàng mà không thu được tiền thì chết. Đúng chưa? Đấy. Rồi ngoài ra thì các cái bài đào tạo giúp phát triển bản thân của anh này. Ví dụ như là cái khóa học là giúp phát triển bản thân này. Khóa học này là gì ạ? 78 bài. Thấy chưa? Khóa này là 78 bài. Đó. À. Một cái danh sách 78 bài. Đó. Như vậy là gì ạ? Là ngày đó. Mỗi video để mà đạt được cái mục đích của họ. Mỗi một video dài gần một tiếng. Đấy, 70... Câu hỏi đầu tiên họ 78 tiếng. Ừ. 78 tiếng. Đấy là một khóa học thôi, còn các khóa học khác nữa, 6 bài này, 13 bài này, 4 bài, 8 bài này, 7 bài này, thấy chưa? Những cái này là sẽ được tặng miễn phí khi mà tham gia vào đội nhóm và hệ thống. Cái này là độc quyền dành riêng chỉ có hệ thống của anh có thôi.